Action. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Canh đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài 5 trong khóa học tự học lập trình Python nha. Thì video trước thì chúng ta đã học về cách để mà sử dụng những cái lệnh cơ bản trong Python, như là lệnh print, tạo ra biến, hoặc là tạo ra một cái ghi chú, cũng như là comment. Thì trong bài học hôm nay thì trong video trước thì mình đã làm print chữ hello world, nhưng nó lại có cái dấu một hai dấu một kép ở giữa thì nó sẽ làm cho các bạn home. Và một khi các mình ghi số 3 trong dấu một kép thì nó ra số 3, đúng không? Mà ra số 3 mà không có một kép nào bằng số 3 thì dành cho những người mới học lập trình thì các bạn sẽ thấy khó hiểu. Nên mình sẽ đặc biệt làm cho cái video bài 3 này, bài 5 này trở nên đặc biệt. Thì trong bài này thì chúng ta sẽ mình sẽ chỉ cho các bạn vừa phần sau, vừa cái phần các dữ kiểu dữ liệu, vừa cái biến nha. Thì không phải mà cái nào là thêm cái dấu một kép là không có gì đâu. Nó có cái dấu một kép cũng là có lý do. Vậy nó không có dấu một kép cũng là có lý do. Đó là chúng ta sẽ bắt đầu với bốn kiểu dữ liệu cơ bản nhất. Thì đây, kiểu dữ liệu thứ nhất là kiểu dữ liệu in. Thì kiểu dữ liệu in là nó có nghĩa tiếng Việt là số nhiêu. Thì nó kiểu dữ liệu số nhiêu, viết tắt là in. Thì kiểu dữ liệu in này có những thì đúng như cái tên của cái kiểu dữ liệu đó thì nó chỉ gồm những số nhiêu thôi. Những số nhiêu nó sẽ được coi như là tập hợp các số nhiêu, viết tắt là z đấy, trong toán lớp 6 mà chúng ta học được. Và trong Python nó vẫn có cái kiểu dữ liệu đó, in số nhiêu. Chúng ta có thể viết các số tự nhiên như là 1, 2, 3, nhóm vào chạy, nó là kiểu dữ liệu số nhiêu. Hay chúng ta viết số 0 hoặc là -12, nó vẫn ra -12, là kiểu số nhiêu. Rồi còn nếu các bạn muốn thử ấy thì các bạn có thể in ra đây, các bạn ghi chữ type, in ra type của số 2 này. Cái type nó sẽ biểu hiện cho cái việc nó sẽ chỉ ra một cái loại biến, nó là bởi biến gì. Một khi chúng ta ghi in ra kiểu dữ liệu của số -12 thì các bạn thấy nó sẽ ghi là class in đấy, nó sẽ ra là class in. Thì nó là kiểu dữ liệu số nhiêu. Còn nếu các bạn ghi mà 0.2 ấy, 0.8, nó cũng được coi như là một số toán, nhưng nó là số thực chứ không phải là số nhiêu, bởi vì nó có phần thập phân. Bởi vì chúng ta chạy nó sẽ ghi là float, là kiểu dữ liệu số mà lát sau mình sẽ nói cho các bạn như vậy. Và nếu mà các bạn ghi số 4 ấy, các bạn ghi 0, dù nó tính là số 4 nhưng nó vẫn chỉ được coi là kiểu dữ liệu số thực, bởi vì các bạn có khi dấu phẩy và cái số thập phân ở bên phải nó cũng sẽ có tính nha. Đấy thì chúng ta sẽ rút ra được kết luận rằng kiểu dữ liệu in còn được gọi là số nhiêu là bao gồm những tập hợp và tất cả các số là số nhiêu, như là 1, 2, 3, 4, 5, 6 vân vân, số 0 hoặc là nhỏ xuống từ -1, -2, -3, -4 và vân vân. Chúng ta sẽ tới kia kiểu dữ liệu tiếp theo, đó chính là kiểu dữ liệu float. Đây còn được gọi là số, kiểu dữ liệu số thực. Thì đúng như đó, thì nó cũng có trong những cái sách toán ấy, chúng ta đã học được số thập phân từ hồi lớp 4 về lớp 5. Thì lúc đó thì các bạn sẽ biết được rằng số thực cũng có nghĩa là số thập phân, tập hợp của tất cả các dãy số thập phân. Thì đây chúng ta sử dụng print, chúng ta ghi 0.2, dấu phẩy phải là dấu chấm nha các bạn, không phải dấu phẩy, nó là phân biệt. Cái đó là cái lưu ý mà các bạn cần phải biết. Chúng ta ghi dấu chấm này là dấu phẩy. 1.2 chúng ta in ra nó sẽ ra 1.2, đúng không? Chúng ta thử ghi chữ type cho nó ở trong cái chữ type, in là giá chữ dữ liệu của số 0.2 thì nó sẽ nói là float. Đấy, nó sẽ nói kiểu dữ liệu của 1.2 đó chính là float. Đấy, và các bạn sẽ biết được rằng
Các bạn mình sẽ thử một cái ví dụ khác như là 4,0. Nó vào đây float. Mình ghi âm 12,435. Mình ghi vào thì nó vẫn ra chữ float. Thì lúc đó các bạn sẽ suy ra được rằng cái kiểu dữ liệu float là nó sẽ nói với kiểu dữ, nó sẽ bao gồm tập hợp của những cái số thật, những cái số thập phân, chỉ bao gồm những cái đó thôi. Nếu các bạn ghi mà không có ghi dấu phẩy và những cái con số thập phân ở bên trái, ở bên phải thì nó sẽ được coi như là số nhiêu thôi. Như vậy đó, đây mình sẽ ghi vậy. Giờ chúng ta sẽ tới cái kiểu dữ liệu tiếp theo, đó chính là kiểu dữ liệu string. Thì kiểu dữ liệu string còn được có tên từ tiếng Việt đó chính là đây, khoai từ tiếng Việt đó chính là kiểu chữ số. Và nó có viết tắt là đây, nó sẽ có cái kiểu viết tắt là string, str, viết tắt của string. Thì đây, thì khi chúng ta ghi cái hai dấu một kép thì dạng string nó sẽ đặc biệt xíu, là nó sẽ nhận tất cả những giá trị kiểu dạng string thì nó sẽ luôn được bao quanh bởi một cái ngặt chép. Đây chúng ta ghi hello world. Nếu chúng ta bỏ cái ngặt chép đi và chúng ta in ra thì nó sẽ nói là bị lỗi, nó nói là cú pháp không hợp lệ, bởi vì chỉ đây lệnh này không có, lệnh hello với lệnh world không có. Bởi vì một khi chúng ta đỡ cái ngặt chép ở giữa bao quanh thì khi in ra nó sẽ ghi hello world. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết được rằng cái mà dạng string hay còn được gọi là dạng chữ số ký tự thì nó bắt buộc là phải ở được bao quanh bởi cái hay dấu ngoặc kép này, đỡ mà nó có thể phân biệt được, hệ thống có thể phân biệt được giữa những cái giá trị dữ liệu khác và những cái lệnh khác. Cho nếu mà chúng ta bỏ hai cái đây đi thì nó sẽ được coi như là một cái lệnh và không thấy lệnh đó, và nó sẽ coi như không hợp lệ. Như vậy đó. Hết chứ, khi các bạn có cái biến ghi là hello như thế này, chúng ta ghi hello không được đúng không, thì các bạn thử vậy thì nó vẫn chỉ được coi như hello. Nếu chúng ta có một cái biến tên là hello bằng 4 và chúng ta chạy thì nó ra số 4, bởi vì cái lệnh hello này nếu nó không tính theo lệnh thì nó sẽ tính theo biến, nó sẽ tìm lại biến, không cứ biến nào nữa thì nó hệ thống nó sẽ ra là bị lỗi cú pháp. Rồi khi chúng ta tạo ra cái biến hello nữa thì nó sẽ được coi như là nó có biến hello và nó sẽ in lên số 4 luôn, thay vì nó chạy lên coi như là lên. Như vậy đó. Và có một lưu ý đó chính là một khi chúng ta ghi những cái số nhiêu đây thì nó vẫn sẽ in lên số 4 nhưng nó là khác loại. Các bạn sẽ thử ghi chữ thay đây bao quanh số 4 là dấu ở dấu một kép đó đi thì nó sẽ ghi ra là dạng string, còn nếu các bạn bỏ dấu một kép đi thì nó sẽ ra dạng int, là dạng số nhiêu. Nên các bạn lưu ý nha, dù các bạn hẹn là các bạn ghi 4.5 là số thật ấy thì nó sẽ ghi ra string luôn chứ không phải là dạng float hay là số thật. Và khi chúng ta bỏ dấu một kép ra nó sẽ ra số thật. Như vậy đó, nó là các bạn cần phải lưu ý là tất dù là những chữ số, những biến hoặc là kiểu dữ liệu in hoặc float, mà nếu mà mặc dù như vậy mà nếu mà nó có một điều kiện duy nhất là bao quanh bởi cái dấu ngoặc kép này thì nó sẽ được tính là chốt luôn là cái dạng string. Đấy. Và dạng cuối cùng chúng ta sẽ có thể biết được trong cái bài hôm nay đó chính là dạng boolean. Thì dạng boolean nó rất là đơn giản, nó cũng được kiểu dễ hiểu như là khi mà các bạn tính đi 1 cộng 2 bằng 3 các bạn sẽ coi như là đúng, còn 1 cộng 2 bằng 4 thì các bạn coi như là sai. Như vậy đó. Thì nếu các bạn muốn thử ấy, các bạn ghi 1 cộng 2 ngay trong cái string luôn, các bạn sẽ thấy một cái dạng 3 đúng không,
Thì chúng ta sẽ ghi thử nha. 1 cộng 2 bằng 3. Chắc vậy là 1 cộng 2 bằng 3 hay không ấy. Chúng ta chạy. Chúng ta thì thấy nó ghi là true. Bởi vì 1 cộng 2 đúng là bằng 3. Còn nếu chúng ta ghi số 5 đi, chúng ta chạy, thì nó sẽ ra chữ false. Bởi vì 1 cộng 2 không bằng 5. Thì lúc đó các bạn sẽ suy ra được rằng nó có một kiểu giá trị khác nữa, nhưng nó không phải là cho chữ số, đó chính là loại boolean. Thì nếu các bạn muốn thử, các bạn có thể bao quanh nó bởi lệnh type chạy vào và nó sẽ ghi ra bool. Bool là viết tắt của boolean đó. Nó kiểu giống như một cái đèn nhấp nháy ấy. Ví dụ như nếu mà đúng ấy thì nó nhấp nháy lên là coi như là true, còn nếu nó không nhấp nháy ấy, thì nó coi như là false. Các bạn hình dung ra như thế này, giống như là các bạn đỡ nói số 1 dạng string bằng số 1 dạng int thì nó sẽ ra bool. Các bạn xóa cái dấu thay đi thì nó sẽ được coi như là false. Thì các bạn, nếu mà các bạn muốn thử những cái điều kiện nào đó thì cái kiểu giá trị boolean là loại kiểu giá trị ok nhất. Các bạn có thể thử là số 1 dạng ký tự có bằng số 1 dạng số không, thì nó ra false. Chúng ta cũng có thể đặt biến cho những cái giá trị ký tự này như là bool test. Chúng ta ghi a bằng true. Đây, chúng ta in số a lên thì nó sẽ ra là true. Nhưng có một cái lưu ý các bạn cần biết, đó chính là bool đây true dạng ký tự không bằng true dạng boolean. Nên các bạn lưu ý chỉ có hai cái ký đây, chúng ta chạy nó sẽ ra false. Nên các bạn lưu ý chỉ có hai cái ký tự duy nhất có được trong cái dạng boolean, đó chính là true và false. Đó đơn giản là vậy, đúng hoặc là sai nó chốt ra luôn đó. Đấy, true bằng true thì nó ra true, đúng đúng thì nó thì đúng. Và có một cái tính năng đặc biệt mà các bạn có thể làm được, đó chính là các bạn có thể tạo ra cái biến từ những cái kiểu dữ liệu này như thế này. Ví dụ a bằng 3, b bằng 4 và c bằng 5. Chúng ta thử print a cộng b, nghĩa là biến a cộng biến b. Vậy biến a có kiểu giá trị là có giá trị là 3, b có giá trị là 4, thì khi nhấn vào nó sẽ ra số 7. Bởi vì nó cũng đồng, nó cũng có số kiểu giá trị bằng nhau. Còn nếu chúng ta cho nó cộng thêm 5 nữa ấy, là cộng sơ, biến sơ có giá trị là 5, thì nó sẽ ra lỗi. Nó sẽ nói rằng nó không có hỗ trợ những cái kiểu dữ liệu khác, như là cộng với kiểu giá trị in với kiểu string. Thì các bạn lưu ý rằng nha, là cái biến sơ là số 5, nhưng nó là dạng ký tự bởi vì nó được bao bọc bởi cái dấu kép. Nếu cộng vào thì nó không cho, bởi vì chữ số đâu có cộng được với nhau đâu, chỉ có mỗi số thôi. Số cho phải là chữ số là nó mới cộng được. Hình ra thì kết luận được rằng hai cái số, chỉ có hai cái số đúng theo dạng dữ liệu thì nó mới cho. Với cái dạng đây, dạng string cũng đúng, như là sơ bằng 5, đơ bằng 6. Đây, đơ bằng 6, chúng ta chạy đơ bằng 4 đây nha. Rồi, chúng ta cho nó ghi là e sơ cộng đơ. Vậy các bạn thấy rằng nó ghi là 5, 4. Bởi vì nếu mà cái kiểu giá trị ký tự nó cộng với nhau thì nó sẽ ghép lại, cho nó không có cộng đơn thuần như cái dạng kiểu dữ liệu số nguyên in. Và còn hai cái loại cuối cùng ấy, cái loại float với loại boolean, thì loại boolean thì không có cộng được, nhưng loại float thì có thể, nó vẫn có thể cộng như cái dạng dạng in như bình thường, như là y bằng 3,4, f là bằng 6,6. Chúng ta cho nó cộng lại y cộng f, đây nó sẽ ra số 10.
nhưng nó là có cái dấu phẩy đây nữa, nghĩa là nó là dạng float đấy. Giờ kiếm các bạn thắc mắc thì nếu lấy số thực cộng với số nhiên thì ra sao, thì nó vẫn cho ra kết quả, thì nó sẽ có thêm một cái trường hợp khác, đó chính là số nhiên dạng int cộng với số thực dạng float thì nó sẽ ra sao. Nó vẫn ra kết quả, nó là đây, a có giá trị là 3, y có giá trị là 3,4, cộng lại là nó ra 6,4. Thì một khi cộng vào ấy thì nó sẽ chốt luôn là cái dạng float cho nó không có dạng int nữa. Vậy còn nếu chúng ta chỉnh dạng y hạt thành 3 cộng lại 3,0 cộng lại thì nó sẽ ra số 6, nghĩa là chốt luôn. Thì các bạn lưu ý nha, có thêm một trường hợp nữa là nếu a cộng với y là số nhiên cộng với số thực thì nó sẽ chốt luôn là số thực chứ không phải là số nhiên nữa, mặc dù số thực vẫn là số 3 thôi. Và đó là tất cả những cái nội dung và cái bài học hôm nay. Thì trong video này thì chúng ta đã biết được về cách làm, cách để mà chạy những cái kiểu lệnh kiểu giá trị này, đang gồm int số nhiên, float số thực, string viết tắt là str giá sự số, và boolean bool đúng hay sai. Và chúng ta cũng đã biết được những cái trường hợp để mà cộng trừ nhân chia với nhau, nó cũng phải có những cái điều kiện khác nhau, trường hợp khác nhau và những cái logic khác nhau để mới có thể cộng trừ nhân chia hay là tạo biến được, nên các bạn lưu ý nha. Và chúng ta đã cũng thể phân biệt được những cái giá trị này ra, kiểu giá trị này ra sao và cách để phân biệt, đặc biệt là dạng string. Thì video đến đây cũng kết thúc rồi, thì mình mong là các bạn hiểu được, và các bạn muốn thì các bạn có thể nhấn nút like, subscribe, share, và các bạn có thể nhấn vào nút chuông thông báo để mà các bạn có thể xem được những video mới của mình nha. Bây giờ xin chào các bạn và bye bye. Bye.